Island Intima Mama dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng khi đang mang thai và sau sinh, được sản xuất tại châu Âu. Nè cô ơi cô. Gì mẹ? Cô có bầu có bì rồi, cô cũng lớn rồi, sao để cô nói hoài vậy con? Sao mẹ? Giờ con đang có bầu có bì mà sao con xài băng nghỉ sinh hàng ngày gì mà làm thai liên tục vậy? Đồ quần lót cũng vậy nữa. Ta nó dơ cái nào thì ta giặt giò phơi cái đó đi. Gì mà ngâm trong chậu mà ba năm sáu cái vậy? Vi trùng vi khuẩn nó bám vô đó rồi, hiểu chưa? Mẹ ơi, con cũng khổ tâm lắm. Bữa giờ không biết tự nhiên sao mà nó ngứa ngay khó chịu mà nó bực giật trong người lắm. Rồi nó nói chung là con không có được thoải mái, rồi gặp bầu bì bực bội nó. Biết rồi, chứ con bị ngứa phải không? Đừng lo, để mẹ đi mua lá rồi không về cho con làm. Ý, đâu có được. Hồi xưa mẹ xài toàn cái đó không đó. Con biết rồi, nhưng mà lá trầu thì đúng là có mang tính chất sát khuẩn thiệt. Ừ. Nhưng mà ngặt nổi là nó dễ bị khô. Trời ơi, thôi hay quá, mấy giờ mấy cô hiện đại vậy đã. Hồi xưa tôi đó là làm gì có thuốc men hiện đại như bây giờ. Xài cái đó không có đẻ mấy người cũng phà phà có gì đâu. Giờ bày đặt chê. Mẹ ơi, bữa giờ con nói thiệt là con muốn đi khám bác sĩ lắm luôn á. Sao không đi khám đi? Mẹ nghĩ đi, bây giờ nếu như mà đi khám, thứ nhất đó là biến nè, thứ hai là ngại chứ, thứ ba là thôi, lỡ thôi. Mà mình đang có bầu cái người ta cho thuốc gì người ta bắt uống ảnh hưởng tới con mình. Rất là nhiều bà mẹ mà tôi nghĩ là câu chuyện chung đó là khi mà cảm thấy vùng kín bị ngứa ngáy á thì chưa có vội tìm đến các cái cơ sở y tế đâu, hay là gặp bác sĩ đâu, mà họ sẽ tìm đến những cái phương pháp từ những người mẹ của mình truyền lại hay là những bạn bè gì đó, thì họ sẽ tìm đến những cái phương pháp mà cổ truyền, ví dụ như là có thể dùng muối để rửa hay là dùng lá chè xanh hay là lá trầu, thì liệu là những cái phương pháp đó có đúng không thưa bác sĩ? Câu hỏi của Xuân Quỳnh cũng đúng thực tế, mà khi mà chúng tôi trong quá trình làm việc ấy, chúng tôi rất hay gặp. Tức là sử dụng nước muối, sử dụng lá trầu không, sử dụng nước chè, thí dụ như thế. Rồi là đặc biệt là những cái cách như vậy thì chúng tôi cũng phải xin nói rằng là hoàn toàn đây là hoàn toàn không đúng. Bởi vì chúng tôi đều hướng dẫn rằng là trong quá trình khi người phụ nữ mà có vấn đề thì đầu tiên chúng tôi phải khuyên là bạn phải nên đi đến bác sĩ thăm khám. Thế còn ngoài ra trong quá trình mà khi mình vệ sinh hàng ngày thì mình không nên sử dụng lung tung, bởi vì ví dụ như sử dụng nước muối thì đôi khi nó tạo cho cái môi trường ở chỗ vùng kín của mình ấy rất là ẩm ướt. Đấy. Thế ẩm ướt thì nó sẽ tạo điều kiện những cái việc mà vi khuẩn cũng như là những cái vi sinh vật khác nó phát triển ở vùng kín. Như vậy nó làm cho cái môi trường âm đạo của mình sẽ thay đổi và tạo thuận lợi cho cái việc viêm nhiễm vùng kín rất là nhiều. Hoặc là sử dụng những cái lá trầu không, lá chè xanh để rửa. Tuy nhiên rằng là cái tính sát khuẩn rất cao, nếu mình không biết được cái nồng độ của họ, cách sử dụng pha chế ra làm sao, mình tự động đôi khi có thể làm cho cái vùng kín quá khô. Mà khi khô quá thì nó cũng dẫn đến những cái vấn đề mà rất là khó chịu cho chị em phụ nữ. Cho nên là nếu như mà khi mình được tư vấn và mình sử dụng, chứ còn cũng đừng mách nhau, bởi vì hiện nay có rất nhiều những cái sản phẩm để sử dụng dành cho chị em phụ nữ, mà đặc biệt là trong thời kỳ mang thai.